Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng khám phá các quả trứng này. Xem bên trong các quả trứng này có gì nha. Và sau khi có thì chúng ta sẽ cho vào bể cá này nha các bạn nha. Và bây giờ khám phá chiếc quả trứng đầu tiên đây các bạn ơi. Một chú khủng long các bạn ơi. Xuống nước. Một chú ngựa đây, cho ngựa xuống nước. Một chú bê, một chú lợn và một chú dê các bạn ơi. Xong rồi, tiếp tục quả trứng thứ hai nào. Tiếp tục nào. Lại cá tiếp. Cá tôm các bạn ơi. Ok. Đẹp quá các bạn ơi. Cá tiếp tục vào.